Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về một cái trang web mà giúp chúng ta thể kiếm được cái đồng tiền điện tử TRX uy tín ở trên cái trang web này. Thì đây là một cái trang web mới ra. Đối với những cái trang web mà nó mới thì thường nó sẽ còn uy tín, nên là các bạn thể tham khảo luôn cho mình nhé. Và cách chơi cũng như là cách tham gia ở trang web này nó rất là đơn giản. Bây giờ thì mình sẽ vào hướng dẫn luôn cho tất cả các bạn nhé. Đây là cái giao diện của cái trang web ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả bạn nhé. Cái giao diện của cái trang web này nó khá là đẹp này. Thì cái đường link tham gia đăng ký mình sẽ để dưới phần mô tả của video nhé. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách đăng ký ở trên cái trang web này. Đối với bạn nào mà chưa có tài khoản thì các bạn ấn mục phần Right Now ở đây cho mình này. Rồi mình sẽ ấn mục phần Right Now ở đây. Ở trong cái mục Right Now này thì nó sẽ hiện lên hai cái phần, phần đăng nhập và phần đăng ký. Đối với bạn nào mà chưa có tài khoản thì chúng ta sẽ cần đăng ký tài khoản trước nhé. Các bạn ấn mục phần sign up ở đây cho mình này. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đã đăng ký. Đăng ký đây rất là đơn giản thôi. Các bạn sẽ chọn cho mình ở đây là mã vùng, cộng ở đây là cộng 84 nhé. Các bạn có thể chọn cho mình ở đây là cộng 84 này. Rồi bây giờ các bạn sẽ điền cho mình cái số điện thoại ra đây nhé. Mình sẽ nhập cái số điện thoại ra đây này. Sau khi mà chúng ta đã điền xong số điện thoại rồi, bây giờ các bạn sẽ nhìn cho mình cái mật khẩu đăng nhập cũng như là mật khẩu rút tiền nhé. Bên trên này là mật khẩu đăng nhập, bên dưới này là mật khẩu rút tiền. Rồi bây giờ mình sẽ điền ra đây. Sau khi mà chúng ta đã điền xong mật khẩu đăng nhập, mật khẩu rút tiền, bây giờ các bạn sẽ nhập cho mình cái mã code ở đây nhé. 1490 ra đây này. Mình sẽ điền nhé, 1490 ra đây. Rồi các bạn ấn mục phần đăng ký ở đây cho mình là các bạn thể đăng ký thành công được cái tài khoản nhé. Rồi bây giờ mình sẽ ấn mục phần đăng ký ở đây. Như vậy là mình đã đăng ký thành công được cái tài khoản rồi nhé. Và sau khi các bạn đăng ký thành công thì nó sẽ hiện ra một cái phần như thế này. Ở đây là cái phần thông báo đầu tiên của cái trang web ở đây nhé. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để chúng ta có thể chuyển sang tiếng Việt để các bạn thể dễ hình dung hơn cho mình nhé. Rồi các bạn ấn mục phần dấu ba gạch ở đây cho mình này. Sau đó các bạn ấn mục phần ngôn ngữ này, language ở đây, chọn cho mình là Việt Nam đây. Đó, để các bạn có thể chuyển sang ngôn ngữ là Việt Nam đây cho mình nhá. Hoặc là các bạn có thể ấn mục phần dấu ba gạch, ấn mục phần Google dịch ở đây cho mình này. Nó sẽ dịch sang tiếng Việt đây, dịch sang tiếng Việt. Các bạn để ý là trò chơi có sẵn ở đây nhá. Ở trên cái trang web này có một cái điều rất là hay. Ngoài cái việc mà các bạn kiếm cái đồng TRX ra thì các bạn có thể kiếm được cả cái đồng BLB. Bởi vì đây là cái trang web các bạn có thể kiếm được hai cái đồng coin nhá, TRX này và token BLB ở đây. Thì trước khi vào hướng dẫn các bạn là kiếm tiền thì bây giờ mình sẽ chia sẻ qua cho các bạn một chút. Giả sử như các bạn có thể tham gia, tham khảo qua cái phần đó là phần luật chơi ở đây cho mình này. Các bạn có thể đọc qua ở cái phần luật chơi ở đây cho mình nhá. Ở cái mục luật chơi này thì nó hướng dẫn chúng ta cũng rất là chi tiết này. Ở đây thì nó sẽ hiện lên cái số dịch vụ chăm sóc khách hàng, kèm theo đó là nhóm Telegram ở đây. Và các bạn có thể đọc qua ở đây cho mình một chút. Có rất là nhiều phần ở đây nhá. Đây là những cái phần thông báo cũng như là cái mức hoa hồng các bạn tham gia ở trên cái trang web này và các bạn có cơ hội nhận được ở đây. Đây các bạn có thể đọc qua ở đây. Ở đây thì nó khá là dài nên là mình sẽ chia sẻ cho bạn. Các bạn sẽ tự đọc ở đây cho mình nhá. Đây các bạn có thể đọc qua đây cho mình một chút. Hoa hồng chia sẻ như các bạn có thể để ý này. Hoa hồng chia sẻ ở đây cấp 1 này, cấp 2 và cấp 3. Có nghĩa là hoa hồng ở đây là 3 cấp khi các bạn tham gia giới thiệu bạn bè ở đây cho mình nhá. Rồi đấy là cái phần hoa hồng ở đây cho mình này. Cũng như là những ít thành viên tham gia ở đây, chúng ta nhận được cái số phần trăm mà khi mà các bạn mời được người ta tham gia ấy. Rồi đấy là những cái phần mà mình chia sẻ thêm cho các bạn nhá. Có khá là nhiều ấy ở cái mục thông báo này. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại nhé. Mục đội này. Đội đây là cái phần mà các bạn có thể để ý là thành viên này. Đấy, level 1 và là level 2 và level 3 ở đây. Đây là cái phần mà các bạn có thể tham gia giới thiệu bạn bè này. Báo cáo thu nhập này, thành viên này. Rồi tài khoản này, ngôn ngữ này. Rồi đấy là những cái phần mà đầu tiên mình sẽ chia sẻ cho bạn. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là tham gia để chúng ta có thể kiếm được TRX hoặc là các bạn có thể kiếm được cái đồng token BLB nhá. Cái mục trang chủ này nó cũng không có gì cả này. Bên dưới này thì nó cũng chỉ có một số thông tin. Đó, làm theo ở đây là 4 bước rất là đơn giản thôi. Đăng ký này, đó, gửi tiền này, tham gia và các bạn có thể nhận được tiền đây.
Đây là một cái trang web theo dạng đầu tư TRX nhá, hoặc là các bạn có thể đầu tư đồng token BLB. Đầu tư thì nó sẽ có rủi ro nên là các bạn có thể tìm hiểu kỹ cho mình. Đấy, cũng có rất là nhiều bạn có nhắn tin cho mình hỏi là anh ơi chia sẻ một số trang web đầu tư TRX chẳng hạn, thì cái trang web ngày hôm nay thì nó mới ra nên là các bạn có thể tìm hiểu luôn cho mình nhá. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn đối bạn nào giả sử nhà muốn tham gia trên trang web này chẳng hạn. Bạn nào muốn tham gia thì các bạn ấn mục phần ví ở đây cho mình này. Rồi để muốn kiếm được tiền thì chúng ta cần phải đầu tư, thì bây giờ chúng ta cần phải gửi tiền vào đây, có nghĩa là gửi cái đồng TRX. Tham gia tối thiểu đây là một cái đồng TRX nhá, như các bạn có thể để ý này, tham gia tối thiểu đây là một TRX và đây nó sẽ hiện lên cái địa chỉ ví ở đây. Các bạn có thể tham gia TRX hoặc là token BLB đều được. Đấy, bạn nào có BLB thì các bạn tham gia BLB, bạn nào có TRX thì các bạn có thể tham gia TRX hay còn gọi là đồng chôn nhá. Rồi mình sẽ ấn mục phần sao chép ở đây này. Sau khi sao chép xong rồi, bây giờ mình sẽ sang cái ví chốt wallet của mình để mình sẽ gửi vào đây giả sử nhà 50 TRX chẳng hạn. Sang đến ví chốt wallet rồi, các bạn vào cái đồng TRX ở đây cho mình nhá. Rồi các bạn ấn mục phần gửi đây này. Giả sử mình sẽ tham gia ở đây là 50 TRX, mình sẽ dán cái địa chỉ ví ra đây. Nhập số lượng là 50 TRX chẳng hạn, tương đương với là 2.9 đô, rơi vào tầm là gần 70.000 tiền Việt nhá. Các bạn ấn mục phần tiếp tục ở đây cho mình. Mấy hôm nay TRX nó đang giảm một chút này, kể cả Bitcoin hay là tất cả những cái đồng coin khác nó đều giảm nhá. Rồi các bạn ấn mục phần xác nhận ở đây cho mình nhá. Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại này. Chúng ta phải chờ xong là gửi xong chúng ta mới quay trở lại trang web nhá. Rồi như vậy là mình đã gửi thành công và đây là 50 TRX nhá. Bây giờ mình sẽ quay trở lại trang web để xem 50 cái đồng TRX này nó đã được chuyển về trang web chưa. Rồi sau khi mà các bạn đã gửi tiền vào đây rồi nhá, bây giờ các bạn có thể quay trở lại xem 50 cái đồng TRX của chúng ta nó đã được cộng vào đây chưa nhá. Như các bạn có thể để ý này, mình đã nhìn thấy rồi đây, các bạn có thể bỏ qua đây cho mình nhá. Mình đã để ý là mình đã được cộng vào đây là 50 cái đồng TRX. Nó xử lý cho chúng ta khá là nhanh, trong vòng chỉ vài giây thôi là các bạn đã được cộng vào đây rồi. Ngoài cái việc mà các bạn tham gia TRX thì các bạn có thể tham gia bằng BLB. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia kiếm TRX nhá. Các bạn một phần Go Game ở đây cho mình này. Ở trong cái mục Go Game này ấy, thì nó sẽ hiện ra những cái phần tham gia ô tô ở đây nhá. Các bạn có thể để ý này. Ở đây thì nó sẽ có 10 chiếc ô tô. Đấy, và các bạn có thể chọn được ở đây lên tới là 9 chiếc ô tô nhá. 9 chiếc ô tô. Và khi mà các bạn chọn một trong 9 chiếc ô tô của bạn mà nó về nhất chẳng hạn, thì các bạn sẽ nhận được phần thưởng nhá. Nếu mà các bạn mà không chọn mà cái chiếc ô tô của bạn mà nó không về ấy, thì các bạn sẽ bị mất cái số lượng TRX đó đi. Đấy là cái phần rất là hay ở đây. Và bây giờ các bạn có thể kiểm tra xem này, đây nó đang diễn ra rồi nhá. Chúng ta sẽ chờ xem lượt này ô tô nào nó sẽ về, thì lượt sau mình sẽ bỏ qua cái ô tô đó và các bạn có thể chọn cái ô tô khác cho mình. Đây nó sẽ có 10 chiếc ô tô này, từ 1 đến 10 đây, và các bạn có thể tham gia và chọn ở đây cho mình. Rồi bây giờ mình sẽ cùng chờ một lúc ở đây nhá, xem chiếc ô tô nào nó sẽ về nhất ở đây. Chiếc ô tô thứ hai là nó sẽ về nhất ở đây nhá. Như các bạn có thể để ý ở đây cho mình này. Đấy, chiếc ô tô thứ hai là nó sẽ về nhất này. Các bạn có thể tham gia cái mục lịch sử này, 2822 này. Thì bây giờ chúng ta có thể chọn một chiếc ô tô khác chẳng hạn. Bây giờ mình sẽ chọn bỏ số 2 đi. Thì mình sẽ chọn, mình có thể chọn được 9 chiếc mà. Bỏ số 2 đi thì mình có thể chọn được 9 chiếc. Tổng cộng mình tham gia ở đây là 1 chẳng hạn. Đấy, các bạn muốn chọn hơn thì các bạn chọn hơn. Còn không thì chúng ta sẽ chọn một thôi, tham gia mỗi chiếc ô tô là 1 TRX thôi nhá. Sau đó mình sẽ ấn mục phần xác nhận này. 9 chiếc tương đương với là 9 TRX. Các bạn mục phần xác nhận ở đây cho mình. Rồi mình sẽ ấn mục phần xác nhận ở đây nhá. Đã báo là thành công rồi. Và bây giờ mình sẽ chờ trong khoảng là 2 phút nữa thì bắt đầu những cái ô tô này nó sẽ chạy nhá. Rồi bây giờ mình sẽ cùng chờ một lúc. Và số TRX mình đang có là 41 TRX thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cùng chờ cái số thời gian ở đây nhá. Rồi như vậy là cái số giây nó đã sắp hết và những chiếc ô tô của mình nó đã chạy rồi nhá. Và bây giờ mình sẽ cùng chờ này, xem cái chiếc ô tô nào nó sẽ về thứ nhất ở đây. Mình tham gia ở đây là bỏ số 2 này. Thì mình sẽ tham gia từ 1, bỏ số 2, 9 chiếc này. Đấy, và bây giờ mình sẽ cùng chờ nhá. Chiếc số 2 hay về lắm các bạn ạ. Các bạn cứ thể để ý mà xem chiếc thứ 2 là hay về lắm. Bởi vì mình xem ở cái mục lịch sử này này. Đấy, chiếc số 2 hay về cực kỳ luôn. Chiếc số 6 về các bạn nhá. Đây chiếc số 6 này. Và bây giờ đó, mình đã được cộng này. Mình đã lãi được ở đây là 0,8. Đó, 0,8 cái đồng TRX nhá. Đây 0,8 đồng TRX ở đây. Và số dư mình, kiểu thế vừa lấy mình đây.
cái mục lịch sử này mình bỏ cả số 8 này đi nữa này, bỏ cả số 8 này đi nữa này thì đẹp. Đấy, bỏ cả số 8. Đấy là cái phần mà mình tham gia nhé. Tương tự những cái phần sau các bạn tham gia nó cũng như vậy thôi. Đấy, nó cho chúng ta trong khoảng là 2 phút để các bạn thể chọn ở đây cho mình. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là rút tiền nhá. Nếu mà các bạn kiếm được mỗi một lần như vậy là chúng ta đã kiếm được là gần một đồng TRX rồi. Đấy là mình chỉ tham gia có một TRX thôi nhá các bạn nhá, một TRX thôi. À, các bạn muốn rút tiền các bạn mục phần withdraw wallet ở đây cho mình này. Đây, nó sẽ hiện ra một cái phần đó là phần withdraw ở đây. Ở đây thì các bạn có thể chọn cho mình ký hiệu đó là TRX này, chôn này, cổng mạng đó là TRC20, điền cho mình cái địa chỉ ví ra đây nhá. Rồi nhập cho mình này, min rút thấp nhất ở đây là 2 đồng TRX nhá. Rồi bây giờ mình sẽ điền địa chỉ ví này, mình sẽ sang cái ví chốt wallet đi, ấn mục phần nhận này. Sao chép rồi, mình sẽ quay trở lại trang web nhá. Rồi mình sẽ điền ra đây này. Nhập cho mình số lượng này, nếu mà muốn rút giả sử nhà 10 chẳng hạn. Sau đó ấn mục phần withdraw ở đây. Đó, nhập cho mình cái mật khẩu rút tiền ra đây nhá. Rồi mình sẽ điền mật khẩu rút tiền này. Điền xong mật khẩu rút tiền rồi, các bạn ấn mục phần rút tiền ở đây cho mình này. Bạn có chắc chắn rút tiền không? Mình sẽ ấn mục phần ok ở đây. Rồi như vậy nó đã báo mình là rút tiền thành công ở đây rồi nhá. Và hiện tại thì cái số lượng TRX của mình đang còn là hơn 40 cái đồng TRX nữa. Như các bạn có thể để ý này, số lượng của mình đang còn là 40.8 cái đồng TRX nhá. Và bây giờ mình sẽ cùng chờ một lúc, nó sẽ gửi về cái ví chốt wallet của mình là 10 cái đồng TRX nhá. Thường ở trên cái trang web này ấy, đấy vừa nói xong này, nó đã xử lý luôn này. Đó, mình đã được cộng vào đây là 10 cái đồng TRX nhá. Nó xử lý cho chúng ta khá là nhanh, trong khoảng chỉ vài giây thôi là các bạn đã được cộng cái số lượng TRX về cái trang web này rồi. Thì trên đây là cái video ngày hôm nay mình hướng dẫn và chia sẻ cho bạn về một cái trang web mà giúp các bạn thể tham gia kiếm được cái đồng TRX ở trên cái trang web này nhá. Bạn nào không hiểu thắc mắc gì các bạn thể kết bạn qua Zalo hoặc Facebook với mình sẽ hướng dẫn. Video của mình kết thúc ở đây. Xin chào tất cả bạn.